Đây là những thùng rau dền khoang. Đấy, ví dụ như cái thùng mình đang tưới đây là được 10 ngày. Cái thùng này được 8 ngày gì đấy. Đây, thùng này được khoảng 12 ngày. Đấy. Cái thùng đang tưới đây được 7 8 ngày. Mùng tơi này thì được khoảng 10 ngày rồi. Còn mùng tơi này thì đây được khoảng độ hơn 1 tháng rồi. Đấy, thì hôm nay sẽ khai thác vào để ăn. Còn rau dền này thì khoảng độ 20-25 ngày. 20 này, đây là 20 này. Đây là 25 này. Đấy, còn thùng này thì được khoảng đang tưới này. Được khoảng độ 5-6 ngày. Đấy, thùng này thì sở dĩ là nó lại trông nó lại yếu hơn cái thùng này. Vì là chỗ này là cơm nắng nhá. Ở trên này này. Đấy là nó bị che bởi một cái mái hiên ra. Đấy, bị cơm nắng. Thì bây giờ là 3 giờ chiều. Đấy, thì mình tiếp tục mình tưới những cái cây này, ví dụ như rau muống này. Đấy, mình tơi này. Đây là nó có một cái móc này. Mình móc lên này. Không, sau đó mình tưới này. Đây là những cái thùng rau dền khoang mới gieo đấy. Mới gieo được có 3-4 ngày thôi. 5 ngày. 5 ngày đấy, 4-5 ngày. Đó. Thì khi tưới các bạn lưu ý là cái sức mạnh của cái dòng nước này là phải vừa phải nhá. Đây này, nếu mà không tưới hôm nay trời nắng như này nó không chịu được đâu. Đấy, buổi sáng đã tưới một lần rồi. Bây giờ buổi chiều, sau giờ chiều là phải tưới tiếp bổ sung nước. Nếu không là cái phân chùm quế nó sẽ bị nứt hết ra. Đó. Đây là một cái dàn. Đây là một cái dàn rau. Mình gọi là một cái dàn rau đi. Mà ở dưới là mình nuôi giun này. Ở trên ấy là mình có cái lưới chống côn trùng này. Đấy, mình che lại, đúng không? Che kín lại để côn trùng nó không vào. Đó. Ở đây là mình cái móc hơi cao. Thấy tạm một cái này để chống lên. Đây. Thì đây là những thùng dền khoang này. Đấy. Chú ý là các bạn phải tưới xung quanh nhá. Đây là các loại cải này. Cải đây là cải cúc nhá. Cải cúc mình gieo này được 4 ngày rồi. Đấy, cải cúc này. Đây là cải chip. Cải chip và xen lẫn cải cúc đấy. Đó. Đến lượt cái thùng bên này. Đến lượt thùng bên này thì mình móc lên này. Thùng này các bạn biết là gì không? Đây là đậu cô ve bụi nhá. Đậu cô ve bụi này là gieo được 4 ngày rồi. Còn đây là đậu bắp nhá. Những cái thùng đậu bắp này mà mình gieo khoảng độ hẳn nửa túi vào đây, tức là khoảng 100 hạt. Đấy. Các bạn ấy gieo từ phía này mà nó không đến hết ấy, thì bạn gieo từ phía này, bạn tưới từ phía này nhá. Đấy. Ví dụ bạn tưới từ trên này xuống đi. Đấy, các bạn phải đảm bảo tưới là ở tất cả các góc này và không được làm đổ cây. Còn đây là cải mơ hoàng mai này. Đấy. Mình để tạm đây, mình mở đây là cái thùng gừng đấy, mình gieo này để nhân giống ra đây, đây này nó đã lên rồi này. Được 4 ngày rồi.
Một ngày đậy kín nắp rồi nhá. Đây là dùng quên mất tên. Ngò dí. Tức là đấy. Rồi bên này thì mình chuẩn bị gieo cả chip này. Đây một loạt các cái loại rau húng các thứ ở bên này. Đấy, thông thường thì mình sẽ, đây cái này là mới gieo lại cho nên là các bạn phải dùng cái vòi để rửa. Đúng không? Rửa định kỳ. Đây, ở cái chế độ vòi này. Đấy, giữ ở chế độ vòi phun xịt rửa này, xe máy này để rửa các cái mặt thùng và các cái cạnh bên, cái lưới bên cạnh, đúng không? Đấy. Đấy, các bạn phun rửa lưới, đúng không nào? Đây, chắc là vòi đã tắt rồi. Ok, tạm thời nhá.